Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình Bell. Hôm nay thì mình lại tiếp tục trải nghiệm trà trộn sảnh liên thông. Bạn ơi, sao vừa mới vào mà đã thấy cái bát bẩn các bạn ạ. Ôi rồi bởi ôi, còn bát bẩn tên là bậy nữa, sợ thật ạ. Ông nào làm cái bát này đây? Trời ơi anh em ơi, cái bát kiểu này là dở rồi các bạn ơi. Anh em mà nhớ report map này ngay lập tức các bạn nhá. Đấy, anh em nhớ này, khi mà thấy map này nhá, ở trên sảnh liên thông á, thì anh em làm theo mình này. Đấy, anh em đầu tiên anh em bấm vào hình này, hình ô tròn đỏ có hình tam giác bên trong và hình chấm than này. Đấy, map có nội dung map có giá trị không đúng. Đấy, map có giá trị không đúng. Đấy, map có từng mà tiếng Việt á, map có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, mong admin xem xét xóa map. Đấy, anh em làm như phần béo bạn nhá. Đấy, anh em vào ID này, ID 13967621 các bạn nhá. Đó thôi. Ok rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm đó là trà trộn sảnh liên thông lúc buổi đêm bạn ạ. Hiện tại đang là 11 giờ đêm này, 22:54 các bạn ơi. Đấy, vừa vào thì mới bẩn bạn ạ. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký cho đăng ký ủng hộ mèo bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của mèo bèo cũng như là hashtag thăm mèo bèo thêm tí nữa bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ tìm xem bác nào nó đông vui không nhỉ. Ở hôm trước thì mình trôi bằng cái ok bác đang cưới nhìn lạ vậy. Ồ, cái này nhìn lạ các bạn ơi, mà thôi kệ đi, chơi đám cưới nhiều rồi bạn ơi. Chúng ta chơi chơi sáng tạo đi nhở. Mình là mình mắc mắc máy bay nhìn đẹp đấy. Mắc máy bay trông có vẻ chất lượng nhỉ. Và thử mắc máy bay nào. Chúng ta sẽ vào thử xem mắc máy. Gì đấy, hỏi chấm. Gì đấy, ui Việt Nam Airlines bạn ơi. Wow, chúng ta vừa thấy một cái máy bay Việt Nam Airlines bay giữa không trung luôn. Hình như ông này tô màu à, hình như bạn này tô màu máy bay sao á. Ui, mình như bạn này mới tô màu lại cái máy bay các bạn ạ. Bình thường mình nhớ ảnh bìa nó màu khác mà. Wow, tô đẹp nha, bạn này tô đẹp nha. Ui, hình như có trang trí này. Ui, hình như cái map này dùng cái map mà đợt trước mình chơi á. Đó, chúng ta phải tự trang trí máy bay sao bạn ạ, không biết đúng không nhở. Ui, đẹp nhở. Đúng rồi, ông này trang trí. Kìa, tôi còn chưa trải nghiệm xong mà, đang định bảo vào tham quan máy bay mà bạn ấy đã thoát phòng rồi. Buồn thế, trời ơi, cái gì ấy. Bác gì đây, map hủy diệt trái đất à? What the hell? Bác này là map hủy diệt trái đất này. Game từ map này mình sẽ thử nào. Map này mình có tải về rồi này, xem mình không biết được. Map này là gì ấy? Lạ vậy. 1200 về đây, hỏi chấm. Ui, quả gì ấy? Quả cam à? Quả là quả nabi. Quả là ôm gì đấy? Trái đất này, trái đất cứ lặng lẽ quay. Map này là map hình như là thi gì ấy? Hay nha. Bác này thì xem là ai có thể phá hủy trái đất nhanh nhất các bạn ạ. Mình đoán vậy thôi, không biết đúng không. Mình là mình đoán vậy. Đây là chắc là bác và thi xem là ai là người có thể phá hủy trái đất nhanh nhất. Ok, cái súng này có vẻ sức công phá khá kinh ấy. Bắn nhá, bắn xong phải đợi một lúc ấy. Ui, ông này còn xây cả cái lõi trái đất này, cũng đầu tư với nhà mấy bay qua nào. Bây giờ từ mấy gì ấy, bazooka. Ủa kìa, ơi nổi yếu thế. Bố mới chết rồi, nghỉ ngủ rồi các bạn ơi. Ok bên này. Bày thêm. Kẹt rồi. Rồi xong bận rồi, mắt này hay vậy ta. Bác này, mắt này tôi lại. Bác này là chúng ta có thể phá hủy trái đất bằng những khẩu súng bạn. Ô cái gì ấy. Bác trưởng. Ui. Laptop mày. Nổ kinh vậy. Wow. Tiền bom à. Phải rồi không. Nổ đi. Nổ đi. Sao không nổ. Kìa, nổ chứ. Nó nổ văng cả bên này. Vãi chứ. Cái bom này nổ kinh vậy. Nó nổ sang cả tận bên này bạn ạ. Vãi chưởng nhờ. Ghê vậy ta. Ở đây còn khá nhiều vũ khí bên này. Cái gì ấy. Bom gì ấy. Piu. Cái này hay này. Cái này hồi gì ấy. Thỏa khăn à. 3 2. Nổ lâu thêm. Cái này bắn một lúc xong. Cái này bắn một lúc xong mới nổ. Bắn là hay nha, bắn là hay nha. Có gì để nghiên cứu sau các bạn ạ. Trà trộn sảnh liên thông mà tìm được nhiều bác hay phết bạn ơi. Cái gì? Ui, có cả bác của con voi này. Bắn là hay vậy. Bắn là bác gì đấy mà có con voi này. Sao mình... Massavana, hoang mạc à. Massavana hay bác gì bạn ạ.
Sinh tồn trên sa mạc à? Em biết gì em mình sợ thế. Ôi còn bé con gì mình không thấy gì bà lại ôi gì. Ô sư tử ấy. Hello bé sư tử. Ô sư tử nhìn cô tét ấy. Sư tử này. Ô sư tử biết bơi sư tử ơi. Ôi nó có cắn. Cúm. Báo này mua rồi bùi. Con báo này sư tử báo gì ấy. Con chim là điểu à? Nó không phải là điểm bởi chữ ưng nhưng chứ đại bà nhầm đại bà chứ nhầm. Ai bố con voi đấy có thể giờ biết là sa mạc của voi à? Logic ghê đó. Ờ em chào em biết đâu rồi ơi biết cả em biết không kìa nghe vậy ta. Mình thử chuyển qua nhân vật Cindy nào. Và biết cả bé béo các bạn ơi. Cô te hết đa. Ok bên nha. Ôi, nhiều con lạ phải mấy. Ôi, mấy con cá bơi kìa. Mình coi xem là mấy bạn kia ở đâu nhỉ. Mình qua tham quan thử nào. I believe I can fly. Yo. Yo. Bay cao nào. Nhảy cao nào. Bay cao nào. Nhảy cao nào. Nào. Nhảy cung. Jin. Jin. Úi dồi ôi, bay lên trên cây luôn. À. Hơm. Ô chết luôn kìa. Ủa hồi sẽ bắt đồ à? Ôi trời. Bác này vào nghiên cứu rồi chính bạn ạ. Đi kiếm bác khác đi xem bác nào không? Của bác nào hay hơn ta? Đám cái bí này. Yêu thì cưới thôi thôi đám cưới vào nhiều không vào nữa bạn ơi. Không vào đám cưới nữa đâu mà mắc khác thôi. Bác Ender Dragon. Đấu trưởng kỵ sĩ à? Không bác khác đi bác cua nào. À thử vào sáng tạo đi. Đấy mình ít khi vào sáng tạo bạn ạ. Bây giờ mình sẽ vào sáng tạo xem bác sáng tạo là hay không. Đấy. Noob VS Pro. Wow bác này nhìn hay ta. Lúc lên mình có thấy bác tìm bác trang trí nhà kìa. Có vẻ có nhiều bác hay bạn ạ. Oh bác là gì ấy. Ôi đây là nhà của Noob. Đây là nhà Pro. What the hell chênh lệch thế này thì solo cái gì nữa. Hỏi chứ. Ủa chênh lệch như này thì solo cái gì hả em ơi. Nhà của Noob bằng gỗ. Cho một mồi lửa chắc bay luôn. Trong khi nhà của Pro bằng kim cương còn laser. Còn cả lava lại còn có cả gai bên ngoài nữa. Này ai chơi hỏi chứ. Bơ rồi chúng tôi bên này. À bên kia đóng cửa rồi. Bây giờ từ từ phải có cách nào vào được nhá. Từ mình sẽ đột nhập nhà của Bro. Bạn ơi anh nhìn này. Bèo sẽ đột nhập nhà của Bro. À mà à thô. Ok bê. Bơ rồi chúng tôi. Ôi bơ rồi chúng tôi bên này. Bây giờ nhà xanh nháo gì không. Đồ đã rồi bê. Vũ khí rồi. Ủa vũ khí của Bro rồi. Ơi bố ơi chủ phòng mới mở được các bạn ơi. À kim cương nè. Vàng nè. À, nhưng không sắt là sắt đâu. Không có sắt sao chế đâu hỏi châm. Trời ơi tôi buồn. Bây giờ mình không có sắt không bàn chế tạo nữa các bạn ạ. À bây ơi. À Tom. À đây rồi bây. Đây rồi, bây giờ đây rồi mấy các bạn ơi, bi hàng về à đây rồi, sắp đây rồi bi. Ôi bồ đạn này hết đạn gì đây một chấm. Mình sẽ chế kiếm kim cương bạn ơi. Này thì núp gỗ đâu rồi. Này thì núp vs bro của chúng tôi bi à. Núp vs bro với chúng tôi này bi. Ok các bạn ơi, đó à, xem pro mấy con pro chửi bấy hiệp. Nó tăng sát thương. À vô cái súng. À thằng này còn định chơi súng à. Thằng này lao nhỉ. Biết bé béo lại không. Hả đồ. Ôi bắn à. Mày dám giết bạn tao bầu này thì. Mày dám giết bạn tao à. À ra ngoài đi chứ. Vào gì. Ôi cho vào. Bắn đây. Bắn nuôi xem bảo. Ôi giời bồi. Ôi bắn đây đây. Ôi trời ơi, tưởng thế nào chủ phòng mà tôi sợ á. Có giỏi thì vào đây xem nào bố ơi. Nhìn em, ông mà chuyển qua chiến thuật đào bố trưởng. Ôi bố ơi, sợ thăm. Nó to, quá to, ôi trời ơi, đi vào ơi. Cái không, cái không, cái bí còn gì nữa. Hãy trả cái bí. Không cay hơi bị phía bạn ạ. À. Ôi giời mẹ ơi. Pro bây giờ thành núp rồi. Thanh niên Pro bây giờ trở thành núp các bạn ạ. À. Ấy làm sao mà vào nhà được. Béo béo thủ nhà chắc lắm các bạn ơi. Bây giờ ôi dồi không giết được mình à. Đi giết người khác à. Này thì bị. À bữa là mình phải cho thanh niên này chết liên tục bạn ơi. À bữa
Em bị vào nhà, đi vào nhà, đi vào nhà. Ai cho phép? Vào nhà. À, ai cho phép? À, ông mà định đóng cửa à? Ok nha, bố tôi không chứ không chết. À, mình cho ông này mình đã không giết này rồi mà ông này định đóng cửa các bạn ạ. Ấy thái độ này là không ổn rồi. Thích đóng cửa đúng không? Thích đóng cửa đúng không? Đóng cửa chúng tôi à? Đóng cửa với chúng tôi bây giờ đâu rồi? Ông nào đóng cửa lấy đồ. Lấy đồ với chúng tôi bi này bi. Lấy đồ chúng tôi bi này. Cứ thích phải cà khịa cơ làm sao à? Bờ cửa này vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây cái bờ đấy. Ơ không vào à? Không tìm à, bình dụ bạn ơi. Bình dụ thôi bạn ơi. Ai cho bạn vào mà vào? Bạn vào làm sao được bạn vào? Bạn vào làm sao bạn? Bạn này cũng vào vào với chúng tôi bây này. Ô cầm cửa đấy, cầm cửa anh cũng khỏe đấy, khỏe đấy. Nhưng mà tu luyện thêm bạn ơi, ok. Nhưng mà chắc là xin phép được cái vậy thôi. Hôm nay mình chôn vui chính bạn ạ. Các bạn có cái góp gì muốn mèo béo làm nội dung nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.